cảnh tượng đáng sợ được quay từ trên không, người mẹ trẻ ôm con đi dạo. Khi cô ấy đi đến chỗ đường dốc, đột nhiên trượt chân ngã xuống đất. Bởi vì người mẹ muốn bảo vệ đứa con trong lòng, khiến phía sau đầu cô ấy đập mạnh xuống đất. Người chồng đi trước vội vàng ôm đứa bé từ trong lòng vợ, nhấc lên, rồi nhanh chóng kiểm tra tình hình của vợ. Thấy vợ đập trúng đầu, lúc này trong miệng nôn ra bọt trắng, cơ thể co giật không ngừng. Sau khi một người tốt bụng qua đường nhìn thấy tình hình, liền ôm bế đứa trẻ đang khóc. Ngư dân ở vùng cửa sông nước chảy xiết đánh bắt cá đối, chỉ cần chớp đúng thời cơ giăng lưới là bắt. Cảm quá, mắt mũi để đâu thế? Xứng là quên rồi. Gớm, tránh có tí nước mà dữ dội thế.